vừa mới sử dụng xong cái dịch vụ nano, mới sử dụng xong được buổi thứ ba thì da mặt của chị đã cải thiện rất là nhiều. Trước đây thì cái da của chị rất là khô và sần sùi do thiếu nước, thì bây giờ cái da của chị sau khi sử dụng cái liệu trình ở BB Thanh Mai thì chị thấy nó căng hơn nè, bóng hơn nữa nè, và chị thấy nó rất là mịn luôn. Da chị trước đây không được mà da có tình trạng khô, thì sau khi cái dịch vụ nano đây là lần thứ ba rồi thì da nó căng nước rất là nhiều, nó bóng lên rất là nhiều. Da sao có chứa rất nhiều những cái thành phần giúp cho làn da có thể cải thiện, bao gồm acid hyaluronic và tới 12 loại vitamin, bao gồm vitamin A, B, C, E14, có tới hơn 23 loại acid amin cung cấp cho làn da, 6 coenzyme là các khoáng chất cần thiết cho da, hơn 5 loại acid nucleic và ngoài ra còn chứa glutathione để giúp cho cái da của chúng ta được chống oxy hóa cũng như là được tăng sinh collagen và elastin. Chị đến thăm bệnh viện BB Thanh Mai này, đầu tiên chị cảm thấy ưng ý nhất là chất lượng, công nghệ rất là tiên tiến và dịch vụ rất là chất lượng, làm cho da mình cải thiện lên rất là nhiều. Trong 3 buổi liệu trình rồi thì mình cảm thấy tự tin hơn nè, trắng rồi căng bóng lên nè, mềm mại mà nó mịn hơn. Sau khi mà chị sử dụng dịch vụ buổi thứ 3 ở BB Thanh Mai, chị cảm thấy rất là hài lòng. Thì chị cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ bác sĩ và nhân viên ở BB Thanh Mai. Đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp chất lượng 5 sao, BB Thanh Mai là địa chỉ thân quen và tin cậy của nhiều nghệ sĩ. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Natalie là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ của Mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất. Với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của Thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB nhé.